Vào mùa hè năm 2018 ở Siberia, tại một đoạn băng vĩnh cửu gần sông Indiziuka, bắt đầu Tan để lộ một phần cơ thể của một con chó con khoảng 2 tháng tuổi, nằm dưới lớp băng vĩnh cửu. Nó được bảo quản gần như hoàn hảo. Các nhà khoa học xác định được rằng chú chó nhỏ này có độ tuổi đáng kinh ngạc khoảng 18.000 năm. Sinh vật này được đăng tên là Togo. Mặc dù đã trải qua gần ấy năm, cơ thể của chú cún vẫn còn đầy đủ lông, răng hay thậm chí là cái mũi đáng yêu của chú. Mặc dù được bảo quản nguyên vẹn như thế, các nhà khoa học vẫn không thể xác nhận chính xác đây là con gì. Nó là sói hay là chó, hay là một loài lai giữa loài kia. Dogo xuất hiện vào thời kỳ mà các nhà khoa học nghĩ rằng loài sói đang trong quá trình trở thành động vật bị thuần hóa. Việc xác định nó là sói hay chó nhà sẽ giúp ích rất nhiều, giúp chúng ta biết được thời gian hoặc địa điểm cụ thể nơi mà quá trình thuần hóa loài chó xảy ra. Bởi vì các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao từ những con sói với hình tượng độc ác, hung dữ trong truyện cổ tích mà giờ chúng đã trở thành những người bạn đồng hành với con người chúng ta chưa? Chào mừng mọi người đã đến với Máy Thời Gian, mình là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào loài chó xuất hiện và trở thành những người bạn của con người. Nguồn gốc: những loài chó hiện đại gồm tất cả con chó mà chúng ta thấy ngoài đường hay trên mạng. Chúng thuộc về phân loài tên là Canis lupus familiaris, truy ngược về thế canh tân Pleistocene khoảng 11.000 năm trước. Một loài sói đã bị tuyệt chủng là thủy tổ của loài chó hiện đại. Chúng có màu lông xám giống như sói ngày nay, được gọi là Canis lupus. Không có hóa thạch rõ ràng về loài này, ngay cả những hóa thạch sói cổ đại mà con người tìm thấy cũng không phải là loài sẽ tiến hóa trực tiếp thành chó hiện đại. Thứ mà các nhà khoa học chắc chắn rằng là bộ gen di truyền giữa dòng dõi chó và sói bắt đầu tách ra từ khoảng 40.000 đến 27.000 năm trước. Việc xác định thời điểm chính xác là rất khó, vì có vẻ như sự chia tách này diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn trên tuyến đường di cư của con người. Có lẽ cũng đã xảy ra sự giao phối giữa chó thuần hóa với sói hoang dã. Đặc điểm di truyền quan trọng giữa sói và chó là chúng quá hòa đồng, hay tiếng Anh là hypersociability. Ngoài tính bầy đàn trong cùng một loài, chúng còn dễ gần với các loài khác nếu loài đó mang lại lợi ích cho chúng. Khi con người đi đến một vùng đất, họ sẽ thu hẹp không gian sống của các loài bản địa, sẽ khiến thức ăn khan hiếm làm cho sói hay chó khó mà tìm được thứ gì đó bỏ bụng. Đổi lại, việc thiết lập các khu định cư hay xâm lấn các vùng đất của con người sẽ mang lại cho họ thứ mà chó và sói cần, chính là thức ăn. Đây được gọi là con đường cộng sinh dẫn đến thuần hóa. Trong đó, động vật được hưởng lợi từ mối quan hệ với con người. Con người săn được thức ăn, chúng cũng cần thức ăn. Thay vì chúng có thể tự mình làm điều đó, các con chó nguyên thủy và con người có thể cùng nhau săn bắt, cùng nhau có lợi. Chúng có thể đã ăn thịt hay chỉ những thứ cứng hơn như xương chẳng hạn. Những di tích về những con chó nguyên thủy được tìm thấy chỉ ra rằng có hai loại: một là loài ăn toàn thịt, hai là loài ăn hỗn tạp trong đó có xương. Những di tích được tìm thấy xung quanh các khu định cư của con người đa phần là các loài chó ăn xương hay thức ăn thừa mà con người bỏ lại. Người bạn đồng hành: con người là loài vốn thông minh. Họ nhận ra rằng công sức để nuôi những con chó kia không tốn là mấy. Đổi lại, chúng có thể hữu ích. Chúng có thể canh giữ nơi ở khi họ đi vắng. Chúng có răng và tốc độ rất phù hợp để đi cùng các thợ săn. Hay nhiều loài còn có thể giúp con người thuần hóa các loài gia súc. Con người đi tới đâu, chó nhà đi tới đó. Nhìn vào chế độ ăn của chúng, cụ thể là ăn nhiều tinh bột hơn thay vì ăn thịt như trước, chúng ta có thể suy đoán rằng thời kỳ đó con người đã phát triển được việc trồng trọt như các loại lúa mì hay lúa gạo. Khi mà người ta nghĩ đến thuần hóa những con thú dữ này thì thường sẽ nghĩ ngay đến bạo lực, dùng bạo lực để buộc những con thú phải ngoan ngoãn, phục tùng. Và loài chó ban đầu cũng như thế, tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ. Về loài chó thực sự đầu tiên được tìm thấy khoảng 14.000 năm tuổi từ một địa điểm tên là Bonn Oberkassen ở Đức, kể một câu chuyện rất khác về quá trình thuần hóa chó, cho thấy một mối quan hệ tình cảm sâu sắc giữa con người và loài chó. Vào đầu những năm 1900, các nhà khảo cổ khai quật tại địa điểm này đã tìm thấy bộ xương của con chó
được chôn cất trong ngôi mộ cùng với hài cốt của một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một phụ nữ khoảng 20 đến 25 tuổi. Khi các nhà nghiên cứu nhìn thấy những sự liên kết như vậy, họ biết rằng họ đang đối diện với một con vật hoàn toàn được thuần hóa, một con vật được trân quý và được coi trọng đến mức nó được chôn cất như thể nó cũng là một thành viên của gia đình con người. Con chó Bon Obercassen không phải là con chó cổ đại duy nhất nhận được vinh dự này. Tại Israel, ở Al-Malaha, một địa điểm săn bắt hái lượm có niên đại 12.000 năm ở thung lũng Jordan phía trên, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ có lẽ là nổi tiếng nhất về sự gắn bó giữa người và chó. Bộ xương của một người cao tuổi nằm cuộn tròn bên phải, cánh tay trái duỗi ra dưới đầu, tay đặt nhẹ nhàng lên một con chó con. Con chó khoảng 4 đến 5 tháng tuổi và các nhà khảo cổ nghĩ rằng nó được đặt ở đó để làm bạn đồng hành với người đã khuất. Không giống như những con chó tại Presmuti, con chó con này không bị đánh đập. Hài cốt của nó được sắp xếp một cách yêu thương bên cạnh một người có thể đã chăm sóc nó. Mặc dù những cảnh tượng cảm động giữa người và chó như vậy hiếm thấy trong thời kỳ này, nhưng các ngôi mộ chó thì không phải là hiếm. Và sau khoảng 10.000 năm trước, việc chôn cất chó càng trở nên phổ biến. Không có loài động vật nào khác được đưa vào các nghi thức tang lễ của con người một cách nhất quán như vậy. Con người đã bắt đầu nhìn nhận loài chó theo một cách khác, và sự thay đổi thái độ này đã có tác động sâu sắc đến sự tiến hóa của loài chó. Có lẽ trong giai đoạn này, chó đã phát triển các kỹ năng xã hội của con người như khả năng đọc biểu cảm trên khuôn mặt chúng ta, hiểu được các cử chỉ chỉ trỏ của chúng ta và giao tiếp bằng ánh mắt. Điều này làm tăng oxytocin, hormone tình yêu ở cả chó và chủ. Các giả thiết. Giả thiết lửa trại. Quá trình thuần hóa chó đã diễn ra trước khi nông nghiệp xuất hiện và được khởi đầu gần thời kỳ cực đại băng hà cuối cùng, khi những người săn bắt hái lượm săn mồi các loài động vật lớn và những con chó sơ khai có thể đã tận dụng các xác chết còn lại tại chỗ do những thợ săn đầu tiên bỏ lại, hỗ trợ trong việc săn mồi hoặc cung cấp sự bảo vệ khỏi các loài động vật săn mồi lớn khác tại các điểm giết mồi. Có lẽ, loài sói đã bị thu hút đến các đống lửa trại của con người bởi mùi thịt đang được nấu và các rác thải bị bỏ lại trong khu vực. Ban đầu chỉ gắn kết một cách lỏng lẻo và sau đó coi đây là một phần lãnh thổ của chúng, nơi tiếng gầm gừ cảnh báo của chúng sẽ báo hiệu cho con người về sự tiếp cận của kẻ lạ. Những con sói có khả năng bị thu hút đến các trại của con người nhất có thể là các thành viên cấp dưới trong đàn, ít hung dữ hơn, ngưỡng chịu căng thẳng cao hơn và ít cảnh giác hơn với con người. Điều này đã khởi đầu một quá trình được gọi là tự thuần hóa, khiến chúng trở thành những ứng cử viên tốt hơn cho quá trình thuần hóa tiếp theo. Giả thuyết sói di cư. Hàng trăm nghìn năm trước, loài sói đã phát triển kỹ năng săn mồi theo bầy đàn và vượt qua nhiều loài động vật khác như sư tử và gấu. Một số sói đã theo sát các đàn tuần lộc lớn, loại bỏ những con yếu và giữ cho đàn khỏe mạnh. Những con sói này có thể đã hợp tác với tổ tiên con người trong việc săn bắt, dẫn đến quá trình thuần hóa chúng. Theo thời gian, một số người cổ đại đã chuyển sang lối sống giống sói, theo dõi và chăn thả các loài động vật như tuần lộc và ngựa. Những con sói tham gia vào mối quan hệ này dần dần trở thành những con chó đầu tiên. Các nghiên cứu di truyền cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các quần thể sói di cư cùng con người và những quần thể sói giữ nguyên lãnh thổ của mình. Quá trình này đã góp phần tạo ra các giống sói và chó khác nhau mà chúng ta thấy ngày nay. Giả thuyết phân chia thức ăn. Con người và sói đều là thợ săn bầy đàn, cạnh tranh trong cùng lãnh thổ và có khả năng giết lẫn nhau. Tuy nhiên, trong những mùa đông khắc nghiệt của thời kỳ cực đại băng hà cuối cùng, khi thực phẩm từ thực vật khan hiếm, con người không thể tiêu thụ quá nhiều protein từ thịt vì giới hạn của gan, thay vào đó họ cần mỡ và dầu từ con mồi để sống sót. Trong khi đó, sói có thể sống dựa vào chế độ ăn protein từ thịt trong thời gian dài. Trong hoàn cảnh này, thay vì cạnh tranh, người và sói có thể hợp tác với nhau. Sói giúp con người săn bắt và bảo vệ khỏi các loài săn mồi khác, trong khi con người chia sẻ mỡ và dầu thừa từ con mồi. Quá trình hợp tác này dần dần dẫn đến việc thuần hóa sói, biến chúng thành những con chó đầu tiên, giúp cả hai loài cùng tồn tại và phát triển mà không cần phải xung đột.
Và đó là câu chuyện về quá trình thuần hóa sói, biến chúng thành những người bạn đồng hành và đáng tin cậy. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu về những loài được thuần hóa khác thì đừng ngần ngại chia sẻ bên dưới video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!